Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay ngày 23 tháng 10 có những thông tin chính sau đây. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cùng đoàn công tác của Bộ đã đến thăm ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng bão lũ. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ 6 khóa 19. Huyện Cam Lộ thực hiện dự án dân chấm điểm M-Score. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cùng đoàn công tác của Bộ đã đến thăm tặng quà trường Trung học cơ sở Trung Giang Giao Linh và tặng quà cho ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng bão lũ. Tham dự có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến thăm ngành giáo dục Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã chia sẻ động viên ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị cố gắng khắc phục những thiệt hại sau đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua. Đối với các trường, các địa phương bị thiệt hại nặng, Bộ trưởng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị kịp thời động viên học sinh, phụ huynh khắc phục khó khăn, huy động học sinh đến trường. Trong dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ủng hộ ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị 150 triệu đồng, tặng 100 bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng thiệt hại sau mưa lũ và tặng riêng cho trường Trung học cơ sở Trung Giang 30 triệu đồng cùng các thiết bị trường học khác. Ngoài ra, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng 10 triệu đồng, Trường Đại học Giao thông Vận tải tặng 50 triệu đồng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tặng 30 triệu đồng cho ngành giáo dục Quảng Trị bị ảnh hưởng do đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Mai Thức cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và đoàn công tác của Bộ đối với những thiệt hại của ngành giáo dục Quảng Trị sau đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua. Đồng chí cũng mong muốn Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại địa phương. Cùng chiều nay, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ do đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bão lũ tại tỉnh Quảng Trị. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong đợt này, thành phố Cần Thơ đã ủng hộ cho tỉnh Quảng Trị 500 triệu đồng nhằm góp phần cùng với tỉnh Quảng Trị sớm khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định cuộc sống. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã hướng về đồng bào miền Trung nói chung và Quảng Trị nói riêng vừa trải qua đợt thiên tai lũ lụt. Với trách nhiệm của mình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị sẽ sớm chuyển phần quà này đến các địa phương bị ảnh hưởng, sử dụng đúng mục đích, hỗ trợ đúng đối tượng, thông qua hệ thống mặt trận cả cấp sẽ giám sát việc thực hiện hỗ trợ tại các địa phương. Chiều nay, đoàn cơ sở cơ quan tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với huyện đoàn Vĩnh Linh và các nhà hảo tâm trên cả nước tổ chức tặng quà hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại do bão lụt tại hai xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh. Đoàn đã trao 200 suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho 200 hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại hai xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh. Mỗi suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân như mì tôm, dầu ăn, thuốc tây. Được biết, với sự hỗ trợ của Trung ương đoàn, các cá nhân, chuyên nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, trong đợt này, đoàn công tác của cơ quan tỉnh đoàn đã trao 550 suất quà trị giá trên 350 triệu đồng hỗ trợ các em học sinh và bà con nhân dân các địa phương trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi áp thấp và mưa lũ. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ 6 khóa 19 vừa tổ chức hội nghị bàn kế hoạch công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, bầu kiện toàn chức danh Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có đồng chí Thái Văn Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong 5 năm qua, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Triệu Phong có những chuyển biến tích cực. Hầu hết các hộ nghèo đã được quan tâm đúng mức từ việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ người nghèo về nhà ở được triển khai tích cực. Để triển khai chương trình giảm nghèo bền vững, huyện Triệu Phong nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo. Phần đầu đến năm 2020, 100% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh khi đau ốm, 100% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện kịp thời và hiệu quả các chính sách
dự án hỗ trợ giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo, ưu tiên đầu tư cho công tác giảm nghèo ở các xã còn khó khăn, vùng biển bãi ngang. Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Phong đã bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Triều Thương, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tiếp theo là một số tin tức trên lĩnh vực kinh tế đáng chú ý. Hiện nay, khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo đã thu hút 425 doanh nghiệp, 3.000 hộ kinh doanh tham gia hoạt động, 67 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 4.200 tỷ đồng, tương đương 200 triệu đô la Mỹ. Các dự án đã giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động với khoảng 4.500 lao động trực tiếp, chủ yếu tại địa phương. Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo là một mô hình kinh tế mới tổng hợp vừa có đặc điểm tính chất như khu công nghiệp, vừa có đặc điểm của một khu kinh tế cửa khẩu, khu phi thuế quan. Được áp dụng thí điểm một số cơ chế quản lý kinh tế mới khi chưa có điều kiện thực hiện trên cả nước. Với diện tích 205 hecta thuộc địa bàn huyện Giao Linh, khu công nghiệp Quán Ngang được triển khai xây dựng từ năm 2008 đến nay đã cơ bản hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng với tổng số vốn đầu tư 70 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính như giải phóng mặt bằng, các tuyến đường giao thông chính, hệ thống cấp điện, cấp nước và thoát nước. Đối với khu công nghiệp Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị đang chủ trương khuyến khích kêu gọi đầu tư các ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, bia rượu, nước giải khát, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may và hóa mỹ phẩm. Để đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng cà phê xuất khẩu và nâng cao giá bán cho mặt hàng nông sản chủ lực này, Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa yêu cầu Hội Cà phê Khe Xanh vận động các thành viên, người trồng cà phê trên địa bàn huyện tuân thủ chặt chẽ quy chế thu hái cà phê niên vụ năm nay. Theo đó, cơ quan chức năng khuyến cáo không thu hoạch cà phê xanh vì sẽ làm giảm sản lượng niên vụ kế tiếp và chất lượng sản phẩm, chỉ thu hái khi tỷ lệ quả chín đạt từ 95% trở lên và không pha trộn tạp chất. Đồng thời, các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh cà phê trên địa bàn cần có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho việc thu hái và sơ chế cà phê. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong tỉnh Quảng Trị, từ tháng 10 năm 2014, huyện Cam Lộ đã thực hiện dự án dân chấm điểm M-Score nhằm khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước. Sau 2 năm triển khai, dự án đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân khi đến giao dịch các thủ tục hành chính tại địa phương này. Ông Trần Thiên Thệt ở xã Cam An trước đây đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình mình khá vất vả vì phải đi lại nhiều lần, mất rất nhiều thời gian chờ đợi. Nhưng lần này đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở huyện Cam Lộ, làm thủ tục tách hộ, chuyển nhượng đất cho con trai là Trần Mạnh Tuấn. Ông thấy rất phấn khởi. Không chỉ cán bộ công chức ở đây đón tiếp niềm nở, tư vấn, hướng dẫn cụ thể, mà giải quyết công việc nhanh chóng và trả hồ sơ đúng hẹn. Trước đây thì phiền hà nhiều hơn vì cái thời gian đến thì không có cái ngày hẹn, có thể thiếu hồ sơ và chạy lui tới nhiều lần để bổ sung. Nhưng hiện nay khi đưa cái hồ sơ vào thì có bộ phận họ tiếp nhận và họ kiểm tra. Nếu như mà đầy đủ là họ có giá một cái phiếu hẹn khoảng 10 đến 15 ngày sau là mình đến để giá phiếu hẹn và nhận kết quả. Thôi khỏi phiền hà và đợi là cống đi lại rất là nhiều. Được triển khai thực hiện từ tháng 10 năm 2014 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa huyện Cam Lộ và các xã thị trấn trên địa bàn đã giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là đất đai. Nhờ đội ngũ cán bộ công chức có trình độ, năng lực về chuyên môn nghiệp vụ và được tập huấn nhiều đợt, nên nhìn chung khi các tổ chức cá nhân đến đây làm thủ tục đều được xử lý một cách kịp thời. Người dân đánh giá cao tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ công chức. Và qua cái việc triển khai dân chấm điểm này thì chúng tôi thấy có nhiều cái rất là tốt. Cái thứ nhất là qua đánh giá sự hài lòng của người dân và được phản ánh qua cái chấm điểm của cái dự án M-Score. Thì bản thân mỗi một cán bộ ở tổ một cửa là họ tự thấy và họ tự điều chỉnh mình để là thực hiện tốt hơn cái nhiệm vụ trong cái quá trình giải quyết cái thủ tục hành chính cho người dân. Cái thứ hai nữa là đối với trách nhiệm của những người quản lý thì chúng tôi qua đó chúng tôi cũng thấy được rằng là cái đội ngũ cán bộ những ai làm tốt, những ai làm chưa tốt để có những cái biện pháp hành chính phù hợp để là qua đó điều chỉnh rồi là có cái nhắc nhở răn đe để họ thực hiện tốt hơn. Để dự án dân chấm điểm M-Score đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, huyện Cam Lộ sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thêm máy móc thiết bị,
cũng như chọn lựa bố trí đội ngũ cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa có năng lực và có trách nhiệm, đồng thời tiếp tục thực hiện việc lấy ý kiến của người dân, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa áp dụng thành công kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tạm thời nâng mạch vành tim và đặt stent. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được áp dụng tại Quảng Trị. Bệnh nhân Nguyễn Thị Vinh, 91 tuổi, đến từ xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, nhập viện trong tình trạng ngất, đau ngực dữ dội. Ghi nhận tình trạng bệnh nhân nhồi máu cơ tim có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi hội chẩn, ekip của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã quyết định đặt một máy tạo nhịp tim tạm thời để can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân. Rất là vui thì sau khi can thiệp về tình trạng bệnh nhân hiện tại là rất ổn định. Bệnh nhân cũng đã được theo dõi tình trạng nhịp tim và có thể trong những thời gian tới nó có thể là phục hồi. Nếu như mà không hồi, chúng ta tiếp tục là đặt một cái máy tạo nhịp vĩnh viễn cho bệnh nhân luôn. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim tạm thời nâng mạch vành tim và đặt stent được áp dụng tại Quảng Trị. Để có thể thực hiện được kỹ thuật cao này, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được đào tạo chuyên sâu ở các cơ sở bệnh viện có trình độ y học cao trên cả nước như Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Với sự thành công của các bệnh này, tin tưởng rằng những kỹ thuật cao sẽ có thể được thực hiện ở bệnh viện tuyến tỉnh, góp phần cứu sống những bệnh nhân nặng mà không cần phải chuyển lên tuyến trên hoặc tránh trường hợp nguy hiểm trong quá trình vận chuyển. Thưa quý vị và các bạn, vấn nạn rác thải và ô nhiễm môi trường hiện nay không chỉ là vấn đề quan tâm ở các đô thị, các khu công nghiệp mà còn lan rộng đến cả vùng nông thôn, nơi trước đây thường được cho là khí hậu trong lành, môi trường sạch sẽ. Sau đây là câu chuyện thực tế ở xã Cam An, huyện Cam Lộ. Đây là con đường nhựa bề thế chạy từ quốc lộ 1 lên phía tây Cam Lộ vào địa phận thôn Mỹ Hòa, xã Cam An. Nhưng ngay cạnh trạm khí tượng Đông Hà, một cảnh tượng rất khó nhìn đã đập ngay vào mắt của những ai qua đường. Rác và rất nhiều rác được vứt vô tội vạ. Dù đã có một tấm bảng khá to ghi rõ cấm đổ rác ở đây của Ủy ban Nhân dân xã Cam An, nhưng hình như những người vứt rác bừa bãi chẳng hề quan tâm. Vậy là rác ở đây với ruồi nhặng, nồng nặc, xú khí và là ổ chứa dịch bệnh. Đúng ra cách đó chừng vài chục bước chân là bể rác được xây dựng để xử lý, nhưng do đường vào không thuận tiện nên rác vẫn được vứt lung tung, khiến môi trường ngày càng bị ô nhiễm. Rồi các xe ô tô vào đây để đổ rác hoặc chạy tắt cho được việc của họ. Chuyện này đã diễn ra không phải ngày 1, ngày 2. Ở đây là chỉ có cái rác vô chủ của các cái người mà không tham gia là môi trường và các cái địa phương lân cận, rồi thậm chí có những cái rác mà coi như là rác của không thể là nói ở các địa phương gần đây nữa mà các cái ô tô lớn ở là các nơi người ta đến người ta đi vào sâu tiếng được người ta đổ, đấy là giống như đổ lén thôi. Vậy thì địa phương cần tìm ra hướng xử lý để xử lý rốt ráo một vấn nạn vừa ô nhiễm môi trường vừa mất vẻ mỹ quan. Rác thải ở đây là rất phức tạp nên là hướng tới xử lý là tiếp tục quán triệt về bảo vệ môi trường phải đảm bảo. Với một người dân ở đây, tôi xin kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền là giúp đỡ làm sao đó tạo điều kiện cho cái đường vào bãi rác nó có một nguồn kinh phí để xây dựng cái đường vào bãi rác cho nó thuận tiện, để cho các cái người thu gom rác thải cũng giống như những người mà thói quen cái rác vô chủ mà hay vứt bừa bãi đến đấy là phải đưa vào cho đúng bãi. Được biết, xã Cam An đã nhiều năm liền phấn đấu thành một xã nông thôn mới. Đương nhiên, trong đó có tiêu chí về môi trường. Vì vậy, địa phương này cần có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt để giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường. Một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe đầu kéo vừa xảy ra sáng sớm nay tại huyện Giao Linh khiến một tài xế tử vong. Nạn nhân vụ tai nạn nói trên là tài xế Nguyễn Thanh Sơn, trú tại Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An. Theo thông tin ghi nhận của phóng viên, vào lúc 1 giờ sáng nay tại km 744-650 quốc lộ 1 thuộc địa phận khu phố 5 thị trấn Giao Linh, huyện Giao Linh, tài xế Nguyễn Thanh Sơn, thường trú tại Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An, điều khiển xe sơ mi rơ móc biển kiểm soát 37C20237 và 374-01266 lưu thông hướng Nam ra Bắc. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với sơ mi rơ móc biển kiểm soát 43C05718 và 43R01434 do tài xế Võ Minh Khánh, thường trú tại Sơn Nham, Sơn Hà, Quảng Ngãi điều khiển cùng chiều phía trước. Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Thanh Sơn tử vong, hai xe hư hỏng nặng.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra với những hậu quả nghiêm trọng đã ảnh hưởng kéo lùi sự phát triển kinh tế xã hội ở các xã vùng ven biển miền Trung. Trong đó, lộ trình xây dựng nông thôn mới vốn đang gặp khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Đây là vấn đề chúng tôi muốn đề cập trong một sự kiện bình luận tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với phần trình bày của Như Hoa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, trong số các xã ven biển của tỉnh hiện mới có xã Vĩnh Thạch, Cán Đích, các xã còn lại dù còn nhiều khó khăn nhưng đều đạt mục tiêu đạt chuẩn vào năm 2020. Tuy nhiên, từ khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra, lộ trình cán đích nông thôn mới của các xã này gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài các tiêu chí chịu tác động mạnh như là thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và hộ nghèo, thì người dân cũng sẽ không còn sức để đóng góp xây dựng các tiêu chí khác như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất, văn hóa. Mời quý vị và các bạn theo dõi một phóng sự do phóng viên chúng tôi vừa thực hiện tại xã Vĩnh Thái. Theo lộ trình đến năm 2018, xã Vĩnh Thái sẽ hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, xã mới chỉ đạt 11 tiêu chí. 8 tiêu chí chưa đạt đều là những tiêu chí khó và cần nguồn lực đầu tư rất lớn như giao thông, thủy lợi, trường học, môi trường, tỷ lệ lao động việc làm thường xuyên. Bên cạnh những tiêu chí chưa đạt thì có một số tiêu chí đã đạt, nay có nguy cơ trở lại không đạt. Ví dụ như tiêu chí thu nhập. Ở xã Vĩnh Thái, tiêu chí thu nhập đã đạt được từ năm 2015, nhưng do sự cố môi trường biển nên những năm tới, vấn đề thu nhập của người dân chắc chắn sẽ rất khó. Sự cố môi trường biển này thì đối với Vĩnh Thái thì rất khó khăn trong cái hộ nghèo và cái thu nhập. Mà đối với chúng tôi thì thu nhập hiện tại là mất mát rất nhiều. Đã ảnh hưởng đến thu nhập thì lại khó khăn trong cái xây dựng hạ tầng. Đối với nhân dân thu nộp cũng như những cái hạ tầng khác thì đều là rất khó khăn. Và đến hôm nay thì chúng tôi, các trường học của chúng tôi thì chưa có một trường nào đạt chuẩn. Rồi đường xã giao thông thì rất khó khăn, thủy lợi cũng chưa đạt chuẩn. Đấy, và đối với chúng tôi những cái nguồn này thì rất cần nhiều tiền. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyện ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh cũng là tình trạng chung đối với các xã bãi ngang còn lại của tỉnh Quảng Trị. Phóng sự sau đây được thực hiện tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Từ khi xảy ra sự cố môi trường biển thì cơ sở hấp sấy cá này chỉ hoạt động cầm chừng. Công suất hoạt động chỉ bằng 1/3 so với trước kia. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là hàng chục lao động, trong đó chủ yếu là phụ nữ mất việc làm. Đây cũng là một trong những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái tiêu chí về lao động việc làm và thu nhập đóng với quá trình xây dựng nông thôn mới ở các xã ven biển hiện nay. Là xã bãi ngang, người dân Triệu An chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản gần bờ và các dịch vụ chế biến liên quan đến biển. Nhưng hơn 5 tháng qua, 120 chiếc tàu cá nằm bờ, 18 chiếc tàu đánh bắt xa bờ cũng chỉ hoạt động cầm chừng do hải sản khó tiêu thụ và giá cả quá thấp so với trước. Hậu quả là trên 1.500 lao động trực tiếp và trên 1.000 lao động gián tiếp không có việc làm, thu nhập giảm sút. Điều này đồng nghĩa với việc lộ trình cán đích nông thôn mới vào năm 2020 của xã Triệu An là khó khả thi, vì cho đến nay xã mới chỉ đạt 8 tiêu chí. Mấy năm trước chị làm là được một tháng là thu nhập vô là 4,5 triệu, chứ hôm nay là được là thu nhập được là ở khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu thôi, còn làm không có cả, cũng khó khăn rồi, chị em cũng thất nghiệp thật nhiều. Trong lộ trình từ nay đến năm 2020 chúng tôi đã có một cái lộ trình rất là cẩn thận, chú đáo, nhưng mà có do cái môi trường này, do môi trường biển vừa rồi cho nên nó ảnh hưởng rất lớn. Tôi nghĩ rằng là chắc chắn từ nay đến năm 2020 không được sự hỗ trợ của nhà nước, của chính phủ, của các cấp thì chắc chắn không những xã Triệu An mà nhiều xã và vùng ven biển sẽ khó để thực hiện được cái lộ trình 19 tiêu chí từ nay đến năm 2020. Hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Triệu An là 257 hộ, tương đương gần 17%. Với tình hình như hiện tại, con số này chắc chắn sẽ tăng lên. Và như vậy, ngoài tiêu chí lao động việc làm, thu nhập bị ảnh hưởng,
thì việc huy động sức dân để thực hiện một số tiêu chí trong chương trình nông thôn mới là điều không thể khi mà họ phải đối mặt với quá nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài những tiêu chí về lao động, về thu nhập, thì tiêu chí về môi trường ở các xã biển cũng khó đạt do bị ô nhiễm sau sự cố môi trường biển. Chính vì vậy, thực tế xây dựng nông thôn mới ở các xã ven biển đang đặt ra nhiều vấn đề băn khoăn, trăn trở cho chính quyền các địa phương và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị. Thưa ông, thực tế hiện nay thì các xã vùng biển đang gặp rất nhiều khó khăn trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Đòi hỏi chúng ta cần phải có những cái giải pháp để đảm bảo sinh kế cho người dân. Vậy thì về phía tỉnh Quảng Trị đã có những cái giải pháp cụ thể nào cho những cái vấn đề này? Sau cái sự cố môi trường biển thì Ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt với ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện sớm xây dựng cái đề án tạo thêm cái sinh kế, cái việc làm cho ngư dân ở 16 xã vùng biển của 4 huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Gio Linh và Hải Lăng. Tuy nhiên, để mà tạo được cái sinh kế cho người dân vừa đánh bắt xa bờ, đánh bắt gần bờ ra trung bờ và vừa xây dựng cái xã đạt chuẩn nông thôn mới là đòi hỏi một cái nguồn lực rất là lớn. Cho nên nếu để đạt được các cái mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo trong cái thời gian tới của các cái xã bãi ngang ven biển thì đòi hỏi ngoài cái nguồn lực chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương thì các cái chương trình dự án khác cũng phải lồng ghép, mỗi ngành, mỗi địa phương phải xây dựng các cái đề án và chuyển đổi cái nghề cho người dân. Để đạt được cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới như cái chương trình kế hoạch đã đề ra thì tỉnh Quảng Trị có cái kiến nghị đề xuất gì với Trung ương ạ? Tỉnh Quảng Trị cũng đã đề nghị về chính phủ nên quan tâm về chủ trương của Đảng và Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ cần ban hành một cái chính sách đặc thù để phát triển kinh tế vùng biển của 4 tỉnh bị ảnh hưởng cái sự cố môi trường. Trong đó đầu tư về hạ tầng cái vùng cát ven biển, đầu tư về chuyển đổi việc làm để nâng cao cái thu nhập cho người dân, đầu tư về đào tạo, về chính sách y tế, chính sách bảo hiểm xã hội, rồi là cây con giống, rồi ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, rồi đưa các cái viện, các cái trường về nông thôn vùng biển để giúp đỡ ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật ở cái vùng cát nó nắng nóng, nó phải chống chịu với những cái loài cây, những cái khả năng mà biến đổi khí hậu và cái thời tiết nó xâm nhập mặn trong cái thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, như vậy có thể thấy trước mắt những ảnh hưởng của sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh tác động như thế nào đến lộ trình xây dựng nông thôn mới ở các xã ven biển. Đó chính là sự kéo lùi lộ trình xây dựng nông thôn mới và một số tiêu chí đã đạt có nguy cơ quay trở lại mức không đạt. Điều này rất cần đến sự lắng nghe, điều chỉnh cho sát đúng với thực tế của Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng nông thôn mới. Đối với địa phương, trong tình hình bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, tinh thần xây dựng nông thôn mới cần được giữ vững và cần sự đồng lòng, sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn của chính quyền, của nhân dân trong việc huy động mọi nguồn lực để sớm được các xã cán đích. Với sự vào cuộc hỗ trợ mạnh mẽ bằng những chủ trương, biện pháp sát thực tế của Trung ương và tỉnh, hiện nay các địa phương ven biển cũng đang nỗ lực rất lớn trong việc chuyển đổi sinh kế cho nhân dân. Tuy nhiên, khi môi trường biển chưa được phục hồi hoàn toàn thì khó khăn của người dân ven biển vẫn còn đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dù khó khăn chồng chất khó khăn, dù vất vả tràn lên vất vả, nhưng tin tưởng rằng người dân biển với sự chịu thương, chịu khó và niềm tin vào biển sẽ vượt qua tất cả để xây dựng thành công lộ trình nông thôn mới, ổn định và nâng cao cuộc sống. Vấn đề đặt ra đó là chính quyền các cấp cần lắng nghe người dân nhiều hơn và có những bước đi đúng đắn, phù hợp nhất. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi mục sự kiện và bình luận tuần này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Đến đây chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.